nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Xin chào các bạn, hôm nay mình được nghệ thưởng cho một món tên là món gà nướng mật ong. Đây là đây cùng với canh rong biển, và món tráng miệng là món rau câu phô mai cheese. Đây, phô mai cheese rất là hấp dẫn. Bây giờ mình thử nhé. Giờ sẽ bắt đầu thử. Món đầu tiên là món gà nướng. Đây, cái đùi rất là to. Sẽ cắt thử. Cái da nó dai dai, nó mềm, nó dai mà nó có vị ngọt của mật ong. Giờ mình sẽ ăn thử phần thịt ở trong. Phần thịt này mẹ mình làm rất là mềm. Thì bạn có chấm miếng nước chấm không? Ăn với dạ, thôi, còn dưa không, leo nữa. Mình không ăn nước chấm này vì mình không thích ăn cay. Dạ. Bây giờ mình sẽ ăn cái này, dưa leo. Rồi, bạn ăn miếng dưa leo xong bạn cắn miếng thịt gà nữa cho nó thơm ngon ra nào. Ngon không? Dạ, rất là ngon. Dạ, rồi bạn cảm ơn mẹ chưa? Con cảm ơn mẹ nha. Thấy cái mổ ăn thử canh trong biển nha, thấy cái chén khác. Rồi mình đi lấy cái chén. Trong lúc bạn đi thì để mình quay công chúa nhỏ Sushi chuẩn bị có bài Baby Shark đây. Thôi thôi mở nhé. Bạn Su thư giãn tí, bạn Su quay về, bạn Su thử tiếp cái món canh nè. Rồi bạn em mình sẽ thử món canh rong biển. Cho em lấy một khác. Cô em múc này rất là manh động nè. Đây. Cô em múc này đã cướp luôn cái muỗng của chị Hai rồi. Sao bạn ăn cái chén gì có chút xíu vậy? Nhìn tự nhiên mình không tìm thấy chén. Đây. Tôi sẽ ăn thử canh.
canh trong biển có lợi cho sức khỏe không? Lo ăn hả, không nói rồi. Để con chút. Canh rong biển rất là có lợi cho sức khỏe, mà mình lại thích ăn canh này nữa. Lợi là lợi gì? Lợi là tốt cho sức khỏe. Có nhiều vitamin. Có nhiều vitamin nè. Iốt này. Vitamin iốt. Khoáng chất. Khoáng chất nữa. Này. Rất là ngon. Ăn sẽ thông minh hơn. Mình ăn sẽ có nhiều iốt là sẽ thông minh hơn. Dạ đúng. Ăn nhiều iốt sẽ rất là thông minh, giống như là muối vậy. Rồi bây giờ bạn ăn tiếp đi, xong rồi bạn gửi lời chào các bạn đi. Cái món đó là đẹp. Anh đâu, cái món nào? Đây là món tráng miệng đây. Tí mình ăn xong mình mới ăn tráng miệng đúng không? Dạ, khi nào mình ăn xong mà mình mới được ăn tráng miệng. Vậy thôi bạn ăn đi rồi bạn chào các bạn đi nào. Goodbye các bạn, nhớ like cho mình nhé.